kinh tế tàu cộng bên bờ vực thẳm. Bắt đầu trận chuyến mậu dịch Mỹ đã đánh thuế trên 34 tỷ hàng nhập cảng từ tàu, Bắc Kinh trả đũa với số thuế quan tương tự. Hôm nay Mỹ đánh thuế thêm trên 16 tỷ nữa, tàu cộng tuyên bố sẽ đánh trả lại với con số bằng con số đó. Nhưng khi chính phủ Trump dự tính sẽ đánh thuế thêm trên 200 tỷ đô la vào hàng Trung Cộng, tàu không đưa ra được con số sẽ đáp trả lại là bao nhiêu như hai lần trước. Lý do đơn giản là vì Mỹ chỉ xuất cảng sang tàu khoảng 175 tỷ, tàu chỉ có thể đánh thuế vào 175 tỷ này thôi. Trong khi đó, Mỹ mua gần 500 tỷ. Mỹ như muốn sẽ đánh thuế lên 500 tỷ hàng hóa nhập cảng này và có thêm số tiền khoảng 80 tỷ. Tàu hết đạn, bèn đưa ra ông Vương Thụ Văn, Phó Bộ trưởng Thương mại sang Mỹ để thương thuyết. Tai họa tiếp theo tai nạn. Thứ tư tuần rồi, 15 tháng 8, đại công ty kỹ thuật Tencent, một trong 10 công ty lớn hàng đầu thế giới, đã mất trắng gần 40% giá trị chứng khoán, làm rúng động giới công nghệ tàu. Hai công ty kỹ thuật khác cũng thuộc đẳng cấp quốc tế là Alibaba đã mất 16.5% và Baidu mất 18.5% cùng trong tháng 7 rồi. Đầu tháng này, Tòa án thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã công bố bản báo cáo thanh toán xin phá sản của tập đoàn Vĩnh Thái. Tập đoàn Vĩnh Thái nằm trong top 10 công ty sản xuất vỏ xe lớn nhất tàu, với tổng số tài sản lên tới 3.5 tỷ Mỹ Kim và 5.000 công nhân, được tạp chí Tire Business của Mỹ xếp thứ 32 trong số 75 nhà sản xuất vỏ xe lớn nhất thế giới. Nhà máy có sản lượng là 1.5 triệu vỏ xe mỗi năm, phần lớn xuất cảng sang Mỹ. Tập đoàn Thần Hy được mệnh danh là vua đầu tư Sơn Đông cũng chịu cùng số phận. Bình luận gia Chen Zhao vào ngày 21 tháng 8 nhận định rằng chiến thuật ăn miếng trả miếng của tàu không hiệu quả trong chiến tranh thương mại với Mỹ và đề nghị giải pháp Bắc Kinh hãy chú trọng vào việc tăng cường tiêu thụ nội địa để giảm bớt hậu quả kinh tế từ Mỹ. Theo các phân tích gia tài chính, để đối phó vấn nạn suy thoái kinh tế, tàu đang hối thúc các ngân hàng cho vay nhiều thêm, đồng thời cho phép chính quyền địa phương đầu tư vào các công trình hạ tầng lớn, cho dù địa phương đang bị ngập trong những món nợ chưa trả được. Tàu đang giải khát bằng thuốc độc. Theo ông Hào Hồng, giám đốc nghiên cứu của ngân hàng Communication trụ sở ở Thượng Hải, chính quyền tàu đang đứng trước lằn ranh, chết, sống. Tàu đang đối diện nhiều khó khăn cùng lúc. Họ đang đối phó nạn suy thoái kinh tế, kiềm chế nợ quốc gia, không để trầm trọng thêm, đồng thời phải chống đỡ lạm phát, ngăn chặn sự mất giá nhanh của đồng quan. Vì vậy, tàu muốn thắng trận chiến mậu dịch cùng với Mỹ phải nhờ đỉnh cao trí tuệ vẹn sang mới làm được. Theo Bloomberg vào ngày 19 tháng 8 trong bài Doors Slam Shut for China Deals Around the World, thì tuần qua, Tổng thống Trump đã ký đạo luật điều chỉnh lại việc bán cho tàu 3 bộ phận. Một là kỹ thuật chuyên ngành, hai là kỹ thuật cơ bản và ba là kỹ thuật điều hành, thông tin cá nhân nhân viên. Cùng khuynh hướng đó, thì các nước Canada, Úc và Âu Châu cũng siết chặt việc bán kỹ thuật cho tàu. Tương tự, trong tháng qua, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cấm bán công ty sản xuất dụng cụ máy móc Lefil Metal Spinning AG cho tàu. Theo Bloomberg, tính từ đầu năm đến nay, các công ty kỹ thuật lớn của tàu đang trong tình trạng lợi nhuận âm và giá trị đang xuống thấp so với những công ty cùng dạng của Mỹ. Giới đầu tư chứng khoán về kỹ thuật hiện đang hoang mang trước những quy định mới, những động thái chính trị đầy rủi ro của nhà cầm quyền Bắc Kinh cùng với những lo âu lớn về thị trường, kinh tế. Bên cạnh những việc đang xảy ra trước mắt như những ngân hàng lớn, kinh doanh địa ốc đang trì tệ, đặc biệt giá chứng khoán kỹ thuật vẫn cao. Vì vậy, có nhiều nguy cơ mất giá tiếp trong những tháng tới, với tầm cỡ lớn hơn, xa hơn. Trước hết, vào tháng qua, bọn phản động, cựu quân nhân tàu đã tụ họp đông đảo để đòi hỏi tiền bồi thường và phúc lợi mà họ chưa nhận được. Dù nhà cầm quyền Bắc Kinh từ tháng 3 đã thành lập bộ cựu chiến binh mới, nhưng họ vẫn không hài lòng. Cuộc tụ tập đông đảo này không đe dọa đến đảng Cộng sản tàu, nhưng đặc biệt đe dọa đến vị trí lãnh đạo của Tập Cận Bình. Dù cuộc chiến thương mại đang tiếp diễn, đang tăng cường độ, như thế không có nghĩa là Mỹ và tàu không còn giao dịch thương mại, nhưng họ chỉ tiếp tục buôn bán với nhau khi thấy rằng những thuận lợi của họ to hơn việc bị áp thuế 25% mà không cảm thấy có rủi ro. Cho dù họ vẫn thấy sự bế tắc sẽ kéo dài vì hai nước có lập trường rất khác biệt về kinh tế và thương mại, nhất là cả hai chưa sẵn sàng thương thảo hoặc chưa chân thành thảo luận những gì biệt. Trong tuần này, sẽ có cuộc thảo luận do ông Vương Thụ Văn và vị phụ tá Bộ trưởng Bộ Tài chính Maupass trong cố gắng làm dịu sự căng thẳng. Nhưng những chuyên gia kinh tế nghĩ rằng sẽ không đạt được tiến bộ nào. Cuộc thảo luận này chỉ dọn đường cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trong tháng 11 tới. Lúc đó, hai vị nguyên thủ có thể nặng ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Có phải chăng
Ông Trump đã chọn thời điểm họp này để trình làng sự thành công về kinh tế của chính phủ nhằm mục đích lấy phiếu cho ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử bán kỳ. Tổng thống Trump đã dùng chiến tranh mậu dịch phục vụ cho bầu cử. Như trình bày trên đây, những trở ngại khó khắc phục đang chờ đón Tập Cận Bình. Trong nhiều trường hợp, trở ngại của Tập trở thành lợi thế của Trump trong chiến tranh thương mại. Có thể ông Trump dùng lợi thế này như một thành công thương mại để lấy phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử bán kỳ tháng 11 của năm nay. Sau cuộc bầu cử tháng 11, ông Trump có thể nhân nhượng tìm lối thoát cho tàu, vỗ bé tàu để chờ cuộc tranh cử tổng thống lần 2 của năm 2020. Trump lại khởi động chiến tranh thương mại tiếp và cũng lại tạo thế thượng phong mậu dịch để làm cho quần chúng Mỹ thấy tài lãnh đạo kinh tế. Và do đó, nhiệm kỳ 2 có thể trong tầm với của ông Trump. Tàu Cộng kiểm duyệt tin tức về cuộc chiến thương mại Mỹ-Tàu. Báo Cali Today vào ngày 15 tháng 7 của năm 2018 đưa tin các nhà kiểm duyệt Tàu Cộng đang kiểm soát tường thuật về cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ bằng cách đưa cho giới truyền thông một danh sách những điều làm và không nên làm khi báo cáo về chủ đề này. Bốn nguồn riêng biệt làm việc cho các cơ quan truyền thông Tàu Cộng, những người được thông báo về các hướng dẫn nội bộ này, nói với tờ South China Morning Post rằng họ được yêu cầu không tường thuật quá nhiều cuộc chiến thương mại với Mỹ và thật cẩn thận về việc liên kết chiến tranh thương mại với sự lên xuống của thị trường chứng khoán, sự mất giá của đồng nhân dân tệ hay yếu kém kinh tế để tránh gây lan tràn, hoảng sợ. Các cơ quan truyền thông của chính quyền, xếp hạng chính trị cao hơn được phép xuất bản tin tức và biên tập về chiến tranh thương mại, trong khi các cơ quan truyền thông địa phương và các thông tin trên Internet thường được cho là tái xuất bản từ cơ quan truyền thông chính quyền đã xuất bản và không vượt qua vấn đề này. Tổng thống Trump đã đe dọa nhắm mục tiêu 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Tàu Cộng với các mức thuế bổ sung. Việc này khiến Bắc Kinh lo ngại. Bộ Thương mại Tàu Cộng hôm thứ Năm đã ban hành một tuyên bố bảo vệ cho chính họ rằng thặng dư thương mại của họ với Hoa Kỳ không phải là lỗi của họ và phủ nhận rằng đã lấy cắp công kỹ nghệ từ Mỹ hoặc buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công kỹ nghệ của họ. Bài đăng thu hút hàng trăm bình luận, phần đông chỉ trích Bắc Kinh về cách thức đang điều hành cuộc chiến thương mại. Nhưng những bình luận này đã bị kiểm duyệt và không còn nhìn thấy nữa. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã ký một biên bản ghi nhớ với dự kiến áp đặt tăng thuế nhằm chống lại Tàu Cộng. Thông tin khiến thế giới chú ý và nhiều dự đoán về cuộc chiến tranh thương mại Tàu Mỹ theo đó được đưa ra. Có bình luận cho rằng trong cuộc chiến tranh này, Tàu Cộng không có cơ hội chiến thắng và rằng Trump có thể khả năng có làm sụp đổ chế độ Cộng sản Tàu. Chiều ngày 22 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump đã ký một biên bản ghi nhớ với kế hoạch tăng thuế trên một số hàng hóa Tàu Cộng. Qua đó, số hàng Tàu Cộng nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị ảnh hưởng lên đến 60 tỷ Mỹ Kim. Ông Trump nhấn mạnh lại các khoản thuế đối ứng. Ông nói, các nước khác áp dụng bao nhiêu loại thuế đối với chúng tôi, thì chúng tôi cũng làm như vậy đối với họ. Thông tin này đã tác động mạnh trong cộng đồng quốc tế. Nhà cầm quyền Tàu Cộng cũng lên tiếng đáp trả rằng Tàu Cộng không sợ một cuộc chiến thương mại. Ngay lập tức, Bộ Thương mại Tàu Cộng tuyên bố sẽ áp đặt tăng khoảng 3 tỷ Mỹ Kim thuế nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Liên quan đến đáp trả của Tàu Cộng, giáo sư William, chuyên gia kinh tế của Viện Quản lý Anderson, UCLA cho rằng đây là thủ đoạn thường thấy của nhà cầm quyền Tàu Cộng, gây sức ép, đe dọa, buộc chính phủ Mỹ phải rút lui. Tuy nhiên, ông Trump sẽ càng mạnh tay hơn. Hiện nay, những người xung quanh Trump đa số thuộc phái diều hâu và cứng rắn, họ không sợ. Trong khi đối với vấn đề này, các đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều ủng hộ Trump. Giáo sư William cho biết trước hành động trả đũa của nhà cầm quyền Tàu Cộng, không biết liệu ông Trump có bắt đầu đợt chế tài thương mại lần thứ hai với Tàu Cộng hay không. Hệ quả cuối cùng của vấn đề này là thương mại của Tàu Cộng phải chịu tổn thất to lớn, trong khi tác động đối với Mỹ là rất nhỏ. Tàu Cộng sẽ bị thương nặng nề. Nền kinh tế Tàu Cộng đang đứng trước một cuộc khủng hoảng nợ nần, sẽ đối diện nguy cơ sụp đổ. Một số người sử dụng Internet Tàu Cộng đại lục đã lên tiếng về hành động trả đũa của nhà cầm quyền Tàu Cộng. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ là về sản phẩm công nghệ điện tử, còn trả đũa của nhà cầm quyền Tàu Cộng lại tập trung vào sản phẩm nông nghiệp, lại đánh vào cổ người nông dân. Ai phải chịu đã quá rõ, hành động thật quá độc địa. Câu hỏi đặt ra trong lúc này là cuộc chiến sẽ làm sụp đổ đế chế Cộng sản Tàu hay không? Ngày 23 tháng 3, thượng báo của Đài Loan cũng đăng bài nhận định rằng hành động của ông Trump lần này có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Hơn nữa, lần này Tàu Cộng chỉ có thể chịu trận vì không thể phản công trong khi đang nắm giữ trong tay hàng nghìn tỷ trái phiếu của Mỹ. Một khi nhà cầm quyền Tàu Cộng cho bán trái phiếu chính phủ Mỹ, các tổ chức cần nhiều trái phiếu không rủi ro để phòng ngừa như quỹ lương hưu và các công ty bảo hiểm sẽ lập tức mua lại trái phiếu. Vì vậy, cho dù từ năm 2013, nhà cầm quyền Tàu Cộng đã cho bán dần trái phiếu của Mỹ, nhưng tổng khối lượng trái phiếu của Mỹ không sụt giảm vì hành động bán ra của nhà cầm quyền Tàu Cộng. Ngược lại, còn không ngừng tăng lên.
trái phiếu Mỹ do tàu cộng bán ra lại vào tay nước khác cũng như khu vực tư nhân trong và ngoài nước Mỹ. Nhìn chung, Mỹ không phải lo lắng việc trái phiếu kho bạc Mỹ không có thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, điều quan trọng là tăng trưởng kinh tế của tàu cộng phụ thuộc hoàn toàn vào xuất siêu. Cho dù nhà cầm quyền tàu cộng cứng giọng thế nào cũng không thể phủ nhận được thực tế này. Nhà cầm quyền tàu cộng cũng muốn phát triển kinh tế tàu cộng bằng con đường tăng tiêu dùng cá nhân và đầu tư, bao gồm đường sắt cao tốc, sân bay, xây dựng đô thị, nới lỏng kinh tế Internet. Những động thái này vì muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào xuất khẩu, nhưng kiểu cách buông lỏng thì loạn, kim chặt thì chết của mô hình tập quyền trung ương không giải quyết được vấn đề thặng dư thương mại của tàu cộng. Nhìn vào tình trạng dự trữ ngoại hối ngày càng tăng của tàu cộng là hiểu rõ, dù nhà cầm quyền tàu cộng chấn hưng tiêu thụ trong nước và đầu tư cũng không có kết quả. Nếu có thì cũng chỉ đóng vai trò rất nhỏ, không thể thay đổi được tình trạng phụ thuộc vào xuất khẩu. Bài viết còn cho rằng, việc ông Trump đang áp đặt thuế đối với hàng hóa của tàu cộng có thể làm hỏng cỗ máy xuất khẩu của tàu cộng và có thể dẫn đến việc sụp đổ cơ nghiệp của đảng Cộng sản tàu. Bài viết cũng chỉ ra, quan trọng nhất là hiện nay thế giới không tin tưởng nhà cầm quyền tàu cộng. Trong một quốc gia mà mọi người dân không tin chính phủ, mọi quyết sách đều mờ ám. Vậy thì thế giới sao có thể tin được trách nhiệm của chính phủ này đối với thế giới? Vì người dân tàu không tin vào nhà cầm quyền nên mới xảy ra tình trạng có khoản tiết kiệm lớn như vậy. Nếu người dân tàu tin tưởng vào tương lai của họ giống như người Mỹ thì họ không cần phải tiết kiệm như thế. Thay vào đó, họ có thể hưởng thâm hụt thương mại và đầu tư nước ngoài rất lớn giống như người Mỹ.